1. Xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Buổi sáng thức dậy, hãy xoa bóp bụng theo chiều kim đồng hồ để vùng bụng được làm nóng. Động tác xoa bóp nhẹ nhàng này sẽ giúp kích thích nhu động đại tràng, tăng cảm giác buồn đại tiện và giúp người mắc bệnh đại tiện khó có thể đi ngoài dễ dàng hơn. 2. Xả nước ấm vào vùng hậu môn. Ngoài những cách làm trên, bạn cũng có thể sử dụng thêm cả vòi hoa sen, nhưng nhớ vặn sang chế độ nước ấm và xả trực tiếp vào hậu môn để giúp làm mềm phân. Đặc biệt, cách làm này sẽ giúp giảm bớt tình trạng đau rát khi đẩy phân ra ngoài. 3. Tưởng tượng mình sẽ đi vệ sinh. Điều này nghe có vẻ khó tin, tuy nhiên, việc tưởng tượng rằng bạn có thể thành công trong việc đi vệ sinh sau nhiều ngày đầy bụng có thể mang lại cho bạn một số lợi ích bất ngờ đấy.